Trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6 tại nhà thi đấu Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, câu lạc bộ bóng bàn Nguyễn Huệ đã tổ chức ngày hội giao lưu với kiện tướng Nguyễn Hoàng Long, Ti Long, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn Ti Long thành phố Hồ Chí Minh thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Tại chương trình, kiện tướng Nguyễn Hoàng Long đã tham gia hướng dẫn kỹ thuật và thi đấu giao lưu với các thành viên câu lạc bộ bóng bàn Nguyễn Huệ, các thành viên đến từ một số câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh và tỉnh Quảng Bình. Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với các thành viên của câu lạc bộ bóng bàn ở nhiều độ tuổi. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích bộ môn bóng bàn, cũng như giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ thuật và nâng cao sức khỏe. Kiện tướng Nguyễn Hoàng Long, Ti Long, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn Ti Long thành phố Hồ Chí Minh là kiện tướng quốc gia. Anh là huấn luyện viên trẻ nhất của Việt Nam, từng huấn luyện cho các vận động viên đến từ 26 quốc gia khác nhau. Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, tại nhà thi đấu huyện Huệ, thành phố Đông Hà, câu lạc bộ bóng bàn huyện Huệ tổ chức ngày hội giao lưu với kiện tướng Nguyễn Hoàng Long, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn Ti Long, thành phố Hồ Chí Minh thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Tham gia ngày hội giao lưu có gần 100 vận động viên bóng bàn thuộc cả câu lạc bộ tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Tại chương trình, kiện tướng Nguyễn Hoàng Long đã tham gia hướng dẫn kỹ thuật. Từng học viên sẽ được camera ghi lại để điều chỉnh kỹ thuật chính xác nhất và tìm ra phương án chiến thuật phù hợp nhất cho mình. Ngoài ra còn trang bị TV để xem những cuộc thi đấu, học tập những kỹ năng của những kiện tướng thế giới và thi đấu giao lưu với các thành viên câu lạc bộ bóng bàn huyện Huệ nói riêng, câu lạc bộ bóng bàn tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế nói chung. Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với các thành viên câu lạc bộ bóng bàn ở nhiều độ tuổi khác nhau, là cơ hội để các vận động viên bóng bàn không chuyên của câu lạc bộ bóng bàn huyện Huệ được thi đấu với các tay vợt chuyên nghiệp, qua đó nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích bộ môn bóng bàn cùng giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ thuật, nâng cao sức khỏe trong các tầng lớp cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng thời để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ kỹ thuật thi đấu để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các giải thi đấu bóng bàn của thành phố, tỉnh và Liên đoàn bóng bàn quốc gia diễn ra trong thời gian tới. Kiện tướng Nguyễn Hoàng Long, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn Ti Long thành phố Hồ Chí Minh, là kiện tướng quốc gia. Anh là huấn luyện viên trẻ nhất của Việt Nam, từng huấn luyện cho các vận động viên đến từ 26 quốc gia trên thế giới.